bà Nguyễn Phương Hằng, nhà tiên tri đại tài, hay người phụ nữ hồng nhan họa thủy, hay cả hai. À, chúng ta thấy rằng thời gian gần đây cộng đồng mạng xôn xao trước việc cô Vy Oanh bị triệu tập, cô tự báo như thế và không triệu tập, không lên trình diện, rồi đồng thời live stream báo động này dẫn kia, và đến hôm nay thì mất tích trên mạng xã hội. Cô Vy Oanh là một người được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong những giấc mơ của mình, cũng như rất nhiều người khác, ai được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến thì lần lượt bị rất dính đào, rất nhiều rắc rối, thậm chí tù tội. Không sớm thì muộn, có vẻ như vậy. Hình như là bà Nguyễn Phương Hằng là một bậc đại tài, phải không? Và cũng có một số ý kiến nói rằng nói như vậy cũng chưa đúng, bởi lẽ những người bà Nguyễn Phương Hằng ghét hoặc bà lên án vì công đạo hay gì đó bị rắc rối, nhưng cả những người thân của bà, những người thân yêu nhất của bà cũng bị lâm nạn thì sao? Có vẻ như bà có tướng hồng nhan họa thủy. Và chúng ta cùng nhau trao đổi vấn đề này như là một cái nhìn nhân sinh, không nhằm làm xấu thêm tình trạng của bà Nguyễn Phương Hằng hay là những người khác. Rõ ràng như vậy. Trước hết chúng ta thấy rằng đúng là có vẻ như bà Nguyễn Phương Hằng là một nhà tiên tri đại tài. Bà nhắc đến ai thì trước sau người đó cũng bị rắc rối. Thí dụ như ông Võ Hoài Linh, một nghệ sĩ coi như hàng đầu của các tỉnh phía Nam, các tỉnh thành phố khu vực phía Nam, chúng ta thấy rằng trong giới nghệ sĩ và một số người hâm mộ đã xem ông Hoài Linh như là một vị thánh sống. Chúng ta xem lại đám tang anh Chí Tài và một số sự kiện trước đó, chúng ta thấy rõ ràng như thế. Và ông Nguyễn Võ Hoài Linh cũng xuất hiện trước đám đông như một vị thánh chứ không phải là một nghệ sĩ. Các anh chị hãy xem lại những thước phim cũ sẽ thấy như vậy. Và khi bà đặt vấn đề, bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng đặt vấn đề với ông Võ Hoài Linh rằng ông đã ngâm tiền từ thiện chậm giao đến đồng bào miền Trung trong lũ lụt, thì mặc dù ông Võ Hoài Linh không bị xử lý về mặt pháp luật nhưng uy tín của ông là giảm sút trầm trọng, chạm sàn. Tiếp tục là những nghệ sĩ khác như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Vy Oanh, mặc dù những người này cũng được các cơ quan chức năng kết luận ban đầu là không vi phạm về mặt pháp luật, nhưng rắc rối cũng đến với họ. Vy Oanh như tôi đã nói trên, Vy Oanh, cái đơn của Vy Oanh cũng góp phần đưa bà Nguyễn Phương Hằng vào tù. Và khi Vy Oanh lên tiếng, có lẽ như Vy Oanh đã quên điều đó. Cô nói rằng cô là một người mẹ có những đứa con nhỏ, nhưng cô quên rằng bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một người mẹ có đứa con nhỏ, và chính lá đơn của cô cũng đã góp phần đưa bà Nguyễn Phương Hằng vào tù. Vào tù, rõ ràng như vậy, có vai có trả mà thôi. Nếu sau này có điều gì xấu đến với bà Vy Oanh thì cũng là bình thường. Chúng tôi không can thiệp và không có ý kiến với cơ quan chức năng là nên làm như thế nào. Đó là thẩm quyền của cơ quan chức năng. Nhưng có vẻ như chính bà Vy Oanh đã nhận ra một hậu vận rất xấu của bà. Đó là thiên niệm thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng chăng? Rồi ông Đàm Vĩnh Hưng, ông xưng ông là vua The King, vua trong thế giới giải trí thôi, rồi như thế nào? Ông Trấn Thành, ông khóc, ông nói gánh nặng showbiz hào quang rực rỡ, tiền nhiều quá, dân dân và dân dân, ông khóc. Thì sau đó báo Công an Nhân dân đã có hai bài liên tục trực diện đặt vấn đề các nghệ sĩ ngáo quyền lực và chỉ đích danh, bêu tên Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng một cách hành xử chưa hề có trong báo Công an Nhân dân và kể cả các báo khác. Không có nghĩa là đây là ý định cá nhân của báo Công an Nhân dân, mà rõ ràng đây là một chủ trương lớn. Chủ trương lớn không nhằm triệt hạ cá nhân nhưng nhằm chấn chỉnh lại thị trường showbiz và thế giới giải trí đã quá nhiều hỗn loạn, mang chất đầu độc giới trẻ, nô dịch, ca ngợi lối sống trụy lạc, đồi trụy. Rõ ràng là như vậy, ca tôn sùng cá nhân, tôn sùng vật chất,
mà đỉnh cao và biểu hiện rõ nét nhất là ông Trấn Thành và ông Đàm Vĩnh Hưng. Báo đã bêu tên thẳng như thế, và báo không chỉ bêu cho vui, đằng sau nó các cơ quan chức năng đang làm việc. Và chúng ta thấy rằng anh Lê Quang Tự Do, một người rất thẳng thắn, là nêu quan điểm của mình về vấn đề mạng xã hội TikTok như thế nào và nghệ sĩ như thế nào. Ông là cục trưởng cục phát thanh truyền hình Bộ Thông tin Truyền thông. Ông không nói chơi cho vui, mà cục và bộ đang làm rất quyết liệt. Còn làm như thế nào người ta giấu kín chúng ta đâu biết được. Rồi sau đó cô Thủy Tiên cũng vậy. Cô là một người đứng đơn, một trong những người đứng đơn tố cáo bà Phương Hằng. Và trong kết luận điều tra đã nêu như thế nào, thì cô nói rằng cô khi dư luận đặt vấn đề, Thủy Tiên đề nghị đền bù thiệt hại về mặt tinh thần, tức là đền bù về danh dự 14,9 tỷ đồng là một mức bồi thường đầy ảo tưởng và tự tâm bốc cá nhân. Thì cô Thủy Tiên nói rằng cô không hề yêu cầu đó, nhưng báo Tuổi Trẻ đã trưng ra bằng chứng, đó là giấy trắng mực đen của kết luận điều tra. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào đây? Và rõ ràng rằng đúng như bà người ta nói, bà Nguyễn Phương Hằng giống như một bậc tiên tri, bà nằm mơ thấy ai, bà bêu tên ai ra, rồi trước sau người ấy cũng bị thiệt hại, cũng bị rắc rối. Và trường hợp đáng suy nghĩ nhất là trường hợp luật sư nhà báo Đặng Thiên Hàn đi, có vẻ như đau thương bất nhập, không cách nào đụng chạm được đến nhà báo Hàn Ni. Và chính nhà báo Hàn Ni đã vui mừng cho rằng mình là người đã nhảy, mình đã đưa bà Hằng vào tù và nhảy một cái điệu gì đó rất sôi nổi khi hay tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Nhưng cuối cùng bà Đặng Thiên Hàn Ni cũng bị bắt, và trong một vụ án rất buồn cười, song trùng án. Bà Hằng và Hàn Ni vừa là bị hại vừa là bị cáo của nhau. Chỉ có một tiên niệm chưa xảy ra hoặc không đúng, đó là ông Võ Hoàng Yên, người đàn ông có cái rung mình đắt giá nhất thế giới. Dân mạng nói đùa như thế thôi, thôi xin lỗi ông Võ Hoàng Yên và những người có liên quan. Nhưng rõ ràng ông Võ Hoàng Yên đến nay vẫn an nhiên tự tại, những người khác thì rắc rối như thế. Còn ông là chính phạm đầu tiên mà bà Võ Phương Hằng làm đơn tố cáo. Tuy nhiên ông không xuất hiện trong giấc mơ của bà Nguyễn Phương Hằng, mà là trong mối quan hệ người thật, người việc thật với bà Hằng. Đến nay thì ông không sao. Và những người thân quen với ông thì nói rằng ông rất an nhiên tự tại, đi hái thuốc và làm thuốc để làm từ thiện. Tuy nhiên mới đây Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã chiếu cái ngôi chùa gọi là trụ sở nhà thuốc nam của ông Võ Hoàng Yên trú ngụ, và không một bóng người. Không phải Truyền hình Quốc hội tự nhiên làm phóng sự đó đâu, nó có ẩn ý gì đó khơi gợi lại vụ Võ Hoàng Yên. Như vậy rõ ràng sâu kết nhiều sự kiện lại, đúng là những giấc mơ có thật của bà Hằng giống như là một tiên niệm, phải không? Tuy nhiên không phải chỉ những kẻ thù hoặc người bà Nguyễn Phương Hằng căm ghét hay chỉ là một giấc mơ đến với bà, mà cả người thân yêu của bà Hằng cũng bị rắc rối. Chúng tôi xin dùng tên Nguyễn Phương Hằng là tên đăng ký lý lịch tư pháp của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng thuở nhỏ rất đẹp gái, rất đẹp, và khi lớn lên bà cũng rất linh hoạt, từ một người phụ nữ bình thường đã trở thành một doanh nhân có của nẻ, có tài sản và biết kinh doanh. Con đường đó có nhiều sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó có những người anh kết nghĩa như tôi đã từng kể, một người là vua hàng Thái Lan, một người là vua xe ô tô, một người là vua đồ cổ địa ốc, và một người khác là một thái tử đảng, nhưng anh không tham gia chính trị gì cả. Và những người này quan hệ với bà Hằng rất thân mật, hỗ trợ giúp đỡ bà về mặt tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên khi đã có cơ sở vững chắc rồi, bà từ chối sự giúp đỡ về vật chất của những ông anh này. Một trong những ông anh đó nói với tôi rằng nó từ lâu rồi, tức là trước khi bà Hằng lấy ông anh Quỳnh Duy Dũng nữa, nói con Hằng này nó có con Tuyền, lúc đó Thanh Tuyền. Lúc đó có tướng Thương Phu Trích Lệ, nó thương người đàn ông nào là nguy hiểm sẽ đến với người đàn ông đó, hoặc là nó gần gũi người nào thì nguy hiểm sẽ đến người đàn ông đó. Cho nên tụi anh là anh kết nghĩa của nó, nhưng cũng giữ khoảng cách rất xa. Nó cũng tai ba dạ gió dữ lắm, thuộc loại Thương Phu Trích Lệ. Nhưng trước hết chúng ta tìm hiểu khái niệm Thương Phu Trích Lệ là gì. Có điển tích rằng thời Hán Vũ Đế, nhà vua có rất nhiều cung tần mỹ nữ, và
mỗi lần muốn thị tẩm thì nhà vua không có thời gian để nhìn mặt mà nhìn qua tranh thôi. Và người vẽ tranh là họa sĩ Mao Diên Thọ. Ở trong cung của nhà vua có cô Dương Chiêu Quân là người đẹp nhất. Nhưng mà ông Mao Diên Thọ vẽ hình cô này, do cô này không đút lót tiền bạc cho nên Mao Diên Thọ chấm mực rồi ngay mắt, gọi là thương phu trích lệ, đại kỵ của các đấng quân vương cũng như giới nhà giàu thượng lưu quý tộc ngày xưa. Và vua nhìn thấy bức tranh đó cũng động lòng người đẹp, nhưng thấy nuốt ruồi đó bèn sợ. Có nghĩa là người phụ nữ đem tai họa đến cho người khác, nhất là đến người đàn ông gần gũi với mình. Có vẻ như nó giống với cuộc đời của bà Nguyễn Phương Hằng chăng? Bà Nguyễn Phương Hằng, chúng tôi không lấy ngày tháng rắc rối cho các anh chị, chúng tôi chỉ nói những cái mốc chung thôi. Bà Nguyễn Phương Hằng lớn lên, sau đó thành lập gia đình với một doanh nhân tên Thình. Sau đó họ thành lập một cái công ty, rồi họ ly hôn, có tranh chấp tài sản. Ban đầu là tranh chấp về dân sự, sau đó bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông chồng cũ của mình đó có dấu hiệu chiếm đoạt gian dối, nên làm đơn thưa ông này theo kiểu hình sự, và ông này đã bị bắt và ra tòa. Sau đó bà, hay là trong cùng thời gian, chúng tôi không nêu cái mốc, bà Nguyễn Phương Hằng cũng quen bên với anh Đỗ Đạt Giang, một tay chơi nổi tiếng ở thành phố, cũng rất đẹp trai. Và sau đó thì cũng nảy sinh tranh chấp về dân sự, và bà Hà cũng làm đơn kiện hình sự ông Đỗ Đạt Giang, và Đỗ Đạt Giang cũng vào tù. Sau đó bà Nguyễn Phương Hằng lập gia đình với anh Quỳnh Huy Dũng, và chúng ta cũng chưa biết kết quả với người đàn ông này như thế nào. Nhưng hiện nay thấy ông ta vẫn ung dung tự tại, còn bà Hằng thì rất khổ trong tù. Đây có một chi tiết chúng tôi muốn trao đổi và mong nhận được ý kiến của anh chị. Đó là gia đình bà Hằng đã nhiều lần làm đơn xin bảo lãnh cho bà Hằng, gồm ông Nguyễn Quang Tuấn là con của bà Hằng và anh ruột của bà Hằng. Trong đơn của anh ruột bà Hằng mới đây nhất thì nêu rõ bà Hằng đã sụt cân, sụt 20kg và bị bệnh rất nhiều. Chúng tôi không hình dung được con số 20kg nó có chính xác hay không, nhưng đối với một con người mà sụt 20kg trong một thời gian như thế thì nó quá nguy hiểm đi. Và ở đây chúng tôi không biết bên trong như thế nào, nhưng mà trên truyền thông, báo chí và cung cấp của các cơ quan pháp luật thì ông Huỳnh Uy Dũng chưa một lần làm đơn xin bảo lãnh tài ngoại cho bà Hằng. Chúng tôi không hiểu vì sao. Và ở đây chi tiết này cho thấy, và ông còn đề nghị giám định tinh thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Và như trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng không phải Nguyễn Phương Hằng thương phu trích lệ nữa, mà Nguyễn Phương Hằng khóc cho chính mình. Xin cảm ơn các anh chị.